Làm thế nào để vượt qua nỗi đau chia tay? Từ bỏ một người mình đã từng yêu sâu đậm, lãng quên một mối tình chưa bao giờ là dễ dàng. Chỉ có những ai yêu đương cuồng nhiệt mới hiểu cảm giác ấy đau lòng như thế nào. Thế nhưng ai rồi cũng phải vượt qua và tìm cho mình một con đường mới, nỗi buồn phải cất giấu. Thực tế thì không phải ai cũng mạnh mẽ để vượt qua, vậy làm thế nào để vượt qua nỗi đau chia tay? 1. Nếu buồn hãy cứ khóc. Chia tay là một trong những kết thúc đau buồn mà không ai muốn trải qua, thế nhưng không phải ai cũng may mắn có thể yêu và cưới luôn mối tình đầu của mình. Vậy nên việc yêu đương sau đó chia tay là một chuyện rất bình thường. Trong trường hợp bạn không phải là người đề nghị chia tay thì chắc hẳn nỗi đau đớn trong bạn rất lớn. Lúc này nếu muốn khóc hãy cứ khóc thỏa thích. Đừng cố tỏ ra là mình ổn, bạn cần phải giải tỏa hết cảm xúc tiêu cực trong mình ra. Sống thật với cảm xúc của bản thân luôn là điều đáng quý. Sẽ tốt hơn nếu bạn có thể giải tỏa cảm xúc ra bên ngoài. Bởi vì cảm xúc đau buồn dồn nén trong người quá lâu, đến một thời gian nào đó bạn sẽ cảm thấy ngột ngạt và bí bách vô cùng. Vậy nên nếu được hãy tìm một ai đó bạn tin tưởng và chia sẻ cảm xúc của mình với họ nhé. 2. Xóa hết mọi liên lạc với người cũ. Dù hai bạn chia tay trong văn minh, không có mâu thuẫn hay người thứ ba gì xảy ra. Tuy nhiên việc người ấy liên tục xuất hiện trong cuộc sống của bạn sẽ khơi gợi lên cảm xúc nhớ nhung của bạn. Vậy nên cách tốt nhất hãy xóa số điện thoại, hủy theo dõi trên các mạng xã hội. Giai đoạn sau chia tay bạn nên làm mới cuộc sống của mình, một cuộc sống độc thân hạnh phúc. 3. Yêu thương bản thân nhiều hơn. Thời gian này hãy dành thật nhiều thời gian cho bản thân, khi chúng ta đã quá quen với việc có một người ở bên cạnh luôn lo lắng, quan tâm và chăm sóc cho bạn thì sau chia tay bạn sẽ khó có thể làm quen với cuộc sống độc thân. Tuy nhiên, không gì là không thể, hãy bắt đầu cuộc sống mới bằng cách lấp đầy các khoảng trống. Bạn có thể thay đổi diện mạo của mình bằng một đầu tóc mới, thay đổi phong cách thời trang. Hoặc có thể đi ăn uống, spa, làm móng, mua đồ, vân vân. 4. Không nói xấu người yêu cũ. Việc bạn bóc phốt người yêu cũ lên mạng chứng tỏ bạn cũng đã từng yêu một kẻ không ra gì, không chỉ vậy bạn còn làm xấu hình ảnh của mình trong mắt mọi người xung quanh. Khi một mối quan hệ đã kết thúc vậy thì hãy để cho nó kết thúc hẳn. Mạng xã hội giống như một con dao hai lưỡi, khi bạn đăng bài bóc phốt người yêu cũ, thông qua đó bạn sẽ bị người khác soi mói, đặt điều và dùng những lời lẽ không hay khi nói về bạn. 5. Tìm kiếm niềm vui cho bản thân. Bạn có thể tìm cho mình một người để chia sẻ những nỗi lòng, hoặc cũng có thể xem một bộ phim, nghe bản nhạc mình yêu thích, đi mua sắm, ăn uống, tự thưởng bản thân một chuyến du lịch đi đâu đó. Hay đơn giản là làm những thứ trước đây bạn chưa từng làm. 6. Khiến bản thân bận rộn. Ở giai đoạn này bạn đang trong thời gian đau khổ, vậy nên nếu rảnh rỗi bạn sẽ lại càng có nhiều thời gian để nhớ đối phương hơn. Đây là một thời điểm tốt để bạn bắt đầu cho những công việc mới, ý tưởng mới để tập quên đi sự thiếu vắng của một người nào đó trong cuộc sống của mình. Từ học tập, công việc hay là tham gia bất cứ một hoạt động, khóa học bất kỳ nào đó để bạn cảm thấy mình không còn nhiều thời gian dành. 7. Xem đó như một trải nghiệm. Hãy xem đoạn tình cảm vừa mới xảy ra đó là một trải nghiệm giúp bạn trưởng thành hơn. Sau khi đã đi qua đống đổ nát trong tình yêu, bạn sẽ yêu bản thân mình, rút ra kinh nghiệm từ những sai lầm để hoàn thiện bản thân. Nếu sau này yêu một người khác, bạn cũng đã trở thành một phiên bản tốt hơn hiện tại. Sau chia tay ai mà chẳng khóc, ai mà chẳng buồn đến không thiết tha đến bản thân mình nữa. Thế nhưng chia tay không phải là kết thúc mà đó là sự bắt đầu. Bắt đầu cho những điều mới mẻ, một tương lai tốt đẹp và cả một người tốt hơn đang đợi bạn ở phía trước. Dù có thất tình ra sao, dù có vì tình yêu mà đau khổ như thế nào, bạn cũng hãy nhớ rằng bản thân bạn mới là điều quan trọng. Đừng vì bị tình yêu lừa dối, bị tình yêu phụ bạc mà đối xử tệ hại với bản thân. Hy vọng thông qua bài viết này bạn đọc có thể giúp bạn đọc an ủi tâm hồn sau chia tay. Mong bạn luôn tìm được lý do để sống hạnh phúc. Mong bạn sẽ không vì đoạn tình cảm thất bại mà chọn cách sống buông thả.
chia tay đau buồn đó, nhưng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Tin tưởng vào bản thân và cuộc sống nhất định sẽ mang đến cho bạn người mới tốt hơn. Vậy nên hãy vui vẻ, rồi một ngày nào đó tình yêu rồi sẽ trở lại. Theo du học akina.edu.vn